Chính Đức Phật dạy Thế giới siêu hình không có Câu hỏi của PNP Hỏi Kính thưa Thầy Cũng trong cái ý hướng đó Thầy chân Quang nói rằng Khi Thầy viết bộ sách Đường về xứ Phật Là Thầy xiển dương chánh pháp của Đức Phật Nếu Thầy từ chối Thế giới siêu hình Mà trong khi ở kinh điển Nikaya Có nói thế giới siêu hình Thì như vậy thầy cũng không đi đúng với đường lối của đức phật đến điều thứ nhì thầy chân quang dẫn chứng lại ngài ca diếp và ngài phú lâu na tranh cãi nhau về những giới cần phải bỏ điều đó chứng tỏ rằng hai vị a la hán chưa có thông suốt trong khi đó thầy chân quang nói rằng hàng chư thiên còn đồng ý với nhau được huống chi quý vị a la hán không đồng ý với nhau cho nên các vị đó còn sai, còn lậu hoặc, còn đủ các thứ lậu. Kính xin thầy chỉ dạy. Đáp: Trong kinh Trung Bộ thuộc tạng kinh Nikaya, bài kinh Pháp môn căn bản, Đức Phật đã xác định 33 cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Và như vậy, trong tạng kinh Nikaya, dù có bài kinh nào đức phật nói đến cõi trời nào đi nữa thì chúng ta cũng phải hiểu là cõi tưởng mà thôi do lời dạy của đức phật và kinh nghiệm nhập định vượt qua thế giới tưởng của thầy thì thầy cũng không tìm thấy thế giới siêu hình ở đâu cả nên thầy xác định như phật thế giới siêu hình không có chỉ là một thế giới tưởng do năng lực của tưởng uẩn tạo thành còn nếu nhập vào định tưởng thì tất cả thế giới siêu hình đều có ở đó. Tóm lại, việc làm của thầy hôm nay là việc làm của Đức Phật ngày xưa. Vì Đức Phật ngày xưa đã bác thế giới siêu hình để xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả. Thầy bác thế giới siêu hình để phá vỡ những sự mê tín lạc hậu để làm sống lại nền đạo đức của Phật giáo không làm khổ mình cổ người. Còn thầy chân quan hiểu như thế nào cũng được, nhưng đừng đem thế giới siêu hình gây nhiều điều mê tín cho loài người, làm mất nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì con người phải chịu nhiều khổ đau. Trên hành tinh đã một lần bị giáo pháp phát triển và thiền đông độ diêm mất nền đạo đức này, nên hơn 25 thế kỷ loài người chịu thiệt thòi quá lớn. Đến giờ này, đạo đức con người đang xuống dốc trầm trọng. Thế mà nỡ tâm nào, Thầy muốn làm sống lại thế giới siêu hình, để rồi sự khổ đau trên hành tinh này mãi mãi không bao giờ dứt. Tóm lại, thế giới siêu hình là Đức Phật bài bác, chứ không phải Thầy bài bác. Thầy biết chắc chắn thế giới siêu hình không có, nên chấp nhận và dựng lại những gì của đức phật đã bị ngoại đạo ném bỏ ngày nay thầy chân quan làm sống lại thế giới siêu hình để theo dấu chân của các tổ diệm mất giáo lý chân chánh của phật giáo thật là một việc làm tội lỗi ngày mai sẽ không tránh khỏi quả ác nghiệp này còn nói ngài ca diếp và ngài phú lâu na tranh cãi nhau về những giới cần phải bỏ Đoạn kinh này không đúng do người sau thêm vào để phỉ bán Phật tử của Phật mà trong kinh Duy Ma Cật và kinh Pháp Hoa đã có ý đồ này. Ngài Ca Diếp và ngài Phú Lâu Na là hai đệ tử của Phật đều từ giới sinh ra chứng quả A La Hán. Lẽ đâu từ giới sinh ra rồi lại bài bác giới luật. Đó là một cách vô lý, phải không các bạn? Trong kinh sách nguyên thủy Thường có những đoạn kinh rất mâu thuẫn Với những lời Phật dạy Như Phật ăn nấm Bệnh kiết lỵ mà chết Như kinh vô não Bỏ những giới nhỏ nhặt Ca diếp và phú lâu na Vân vân Đều do người sau thêm vào Nếu quý vị không tin Thì có bạn nào đi với chúng tôi Vào Niết Bàn hỏi Phật cho ra lẽ Kính thưa các bạn các bạn tu hành chưa chứng đạt chân lý, chưa có tam minh, thì xin các bạn đừng dùng tri kiến hạn hẹp mà nói chuyện đến các bậc A-la-hán thánh tăng, thì lỗi của các bạn lớn lắm. Các bạn biết gì về A-la-hán mà nói đến các bậc A-la-hán? Chỉ khi nào các bạn chứng quả A-la-hán thì các bạn mới nói A-la-hán. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe chứ được dùng tri kiến hạn hẹp mà luận những điều mình không thấy không biết là để lộ sự ngu dốt của mình cho mọi người thấy tóm lại những gì các bạn chứng ngộ được thì hãy nói còn những gì chưa chứng ngộ được